Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà Đất Kiên Giang. Đây là một căn nhà với kết cấu một trệt hai lầu mới vừa hoàn thiện này quý vị. Căn nhà tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường số 5 thuộc khu đô thị Mỹ Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có diện tích ngang 5, dài 22, thổ cư 100% và cũng được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3. Cho nên có thể nói là cực kỳ có giá trị về mặt pháp lý. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Nam, hướng quay về phía biển của thành phố Rạch Giá. Và chúng ta cũng sẽ có một khoảng sân với độ rộng 5m, được rào chắn kiên cố và hệ thống tường rào bê tông cốt thép. Đây chính là không gian ở bên trong khoảng sân nữa quý vị. Do căn nhà mới vừa hoàn thiện cho nên thợ vẫn chưa kịp lấy độ đi nha quý vị. Phần tường bên trong cũng được ốp gạch nữa quý vị. Ốp gạch giả đá rất là sang trọng quý vị, gạch ceramic. Và đây chính là vị trí của đường số 5, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Một con đường có độ rộng hơn 7m, lề đường 5m. Để đường này thì quý vị có thể đậu được xe ô tô thoải mái luôn. Và xung quanh căn nhà chúng ta cũng sẽ có công viên cực kỳ xanh mát này quý vị. Quý vị có thể lội bộ tập thể dục vào mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi chiều, đều rất là tuyệt vời luôn. Đây chính là không gian của phòng khách này quý vị. Phòng khách được thiết kế rộng lên đến 7m. Phía cuối là cầu thang dẫn lên vị trí tầng 1. Bên dưới cầu thang cũng được thiết kế những cái ô tủ với đèn LED rất là đẹp, rất là sang trọng luôn quý vị. Và ở đây chủ đầu tư tặng cho quý vị một bộ sofa sang trọng. Căn nhà cũng được bố trí nội thất cơ bản như quý vị. Nhìn chung là cũng khá đầy đủ rồi. Quý vị có thể mua về dọn vào và ở ngay luôn. Chỉ cần sắm thêm những cái món vật dụng cá nhân của mình thôi. Như quý vị đã thấy nè, hai bên tường cũng được ốp nhựa PVC, giả vân đá, giả vân gỗ, rất là sang trọng. Đây là cái thiết kế mang cái phong cách hiện đại và theo cái trường phái gọi là tân cổ điển quý vị. Phần gạch nền sử dụng chất liệu gạch đá bóng kiến kích thước 120-60 với những cái vân đá rất là sang trọng. Và bên cạnh cầu thang chúng ta sẽ có căn phòng vệ sinh đầu tiên, dùng chung cho tất cả thành viên trong gia đình và dùng chung cho cả khách luôn. Ốp gạch phun tường rất là sang trọng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết và có một không gian rộng rãi thoải mái. Và căn nhà có hệ cửa sử dụng toàn bộ là chất liệu nhôm sinh pha kính cường lực, cho nên cực kỳ sang trọng và cũng khá là đắt tiền. Phía cuối của tầng trệt chúng ta sẽ có một căn phòng bếp rộng 3,6m, trang bị sẵn hệ thống kệ bếp tủ bếp với chất liệu gỗ MDF rất là sang trọng và cũng có rất là nhiều ổ tủ tha hồ cho quý vị lưu trữ luôn. Mặt bếp là đá hoa cương, phần tiếp giáp cũng được ốp đá hoa cương luôn. Và ngay tại vị trí bệ rửa chúng ta cũng sẽ có thêm một cái ô cửa sổ để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và ngay tại vị trí phòng bếp chúng ta cũng sẽ có một mảng tường được ốp nhựa PVC và lắp những cái hệ thủy tinh ở giữa này quý vị, giúp cho căn phòng lúc nào nó cũng trở nên rộng rãi và kiểu như là nó không có giới hạn. Bên cạnh đó chúng ta còn được tặng kèm thêm một bộ bàn ăn với 6 ghế ngồi, mặt bàn là mặt đá. Phía trên trần của phòng bếp chúng ta cũng sẽ có hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng và một hệ đèn treo rất là đẹp, rất là chill. Và điều này cũng được áp dụng tương tự cho căn phòng khách. Vẫn chưa hết nha quý vị, ngay tại vị trí phòng bếp quý vị cũng sẽ có thêm một cánh cửa dẫn ra một khoảng sân sau với độ rộng 3,5m. Khoảng sân này được rào chắn kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép, bên trong thì được ốp gạch giả đá rất là sang trọng. Và ở đây chủ đầu tư bố trí sẵn một cái lavabo nè, rồi có vòi nước nè, và đặc biệt là có một cái khu vườn mini ở đây để quý vị có thể trồng thêm những cái bản xanh cho gia đình để mình tạo cái không gian xanh với cái lượng oxy cung cấp cho căn nhà. Phía trên phần sân cũng được lợp mái che với phần tôn phía trên và la phong phía dưới, cấp nhiệt rất là tốt luôn quý vị. Và sau cùng chúng ta cũng sẽ có một lối thoát hiểm 2m nằm ở phía cuối căn nhà này quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn lên tham quan khu vực các tầng lầu nha quý vị. Mình sẽ đi ngược ra nè để cho quý vị xem khu vực tầng trệt lại nè. Đây là phòng bếp nè quý vị, kệ bếp, tủ bếp, bàn ăn sang trọng, một cái vách có lắp gương rất là chill. Phòng vệ sinh, rồi những cái mảng tường cũng được ốp nhựa PVC theo phong cách tân cổ điển. Đây là phòng khách nè quý vị, rất là sang trọng luôn, nội thất đầy đủ. Và đây chính là cầu thang dẫn lên vị trí tầng 1. Cầu thang với tay vịn bằng chất liệu gỗ căm xe, phần khung bảo vệ là các tấm kính cường lực. Các bậc lên xuống cũng được lắp đá hoa cương và lắp đèn led chiếu sáng để tiện di chuyển vào ban đêm. Và đây chính là không gian của tầng 1 này quý vị. Tầng 1 được bố trí hai phòng ngủ,
nằm ở khu vực phía trước và phía sau. Đây chính là căn phòng ngủ nằm ở khu vực phía sau tầng 1, cũng là cửa nhôm, kính cường lực. Bên trong là một khoảng không gian rộng 25m², với chiều ngang là 5m và chiều dài cũng là 5m. Phía trên cũng có hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Bên trong phòng, chủ đầu tư cho lót gạch giả gỗ, khác biệt với gạch đá bóng kiến bên ngoài. Và có luôn hệ cửa sổ rất là lớn này quý vị, để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Từ đây thì chúng ta có thể quan sát được vị trí của khu vực phía sau nhà luôn nè quý vị. Và căn phòng cũng được bố trí phòng vệ sinh riêng, rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Tiếp đó sẽ là căn phòng ngủ thứ hai, được bố trí ở khu vực phía trước của tầng 1. Một căn phòng rộng 30m², có bố trí phòng vệ sinh bên trong. Phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường sang trọng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Bên trong căn phòng ngủ thứ hai cũng được chủ đầu tư cho bố trí sẵn nội thất rất là sang trọng quý vị. Toàn bộ là gỗ. Ở đây chúng ta sẽ có tủ quần áo nè, rất là to, rất là nhiều ngăn luôn. Rồi chúng ta sẽ có một giường đôi chất liệu gỗ luôn. Và có một mảng tường cũng được dán giấy dán tường kết hợp với cái phần nhựa PVC giả vân gỗ. Rồi chúng ta sẽ có đây một cái vách tivi cùng với kệ tivi. Cái bên đó là một cái bàn trang điểm rất là tiện dụng quý vị. Căn phòng sẽ có một cái hệ cửa kính rất là lớn, giúp quý vị có thể quan sát xuống được vị trí mặt tiền đường số 5, đoạn nằm ở phía trước căn nhà, và cũng có thể quan sát xuống được vị trí của phần sân nhà luôn, rất là tiện lợi. Phía trên trần của căn phòng cũng được lắp hệ trần thạch cao với đèn led chiếu sáng và một cái hệ đèn treo rất là sang trọng quý vị. Chưa hết, phía trước căn phòng chúng ta cũng sẽ có một lô gia với độ rộng khoảng 1m2, một lô gia nhỏ nhỏ xinh xinh. Phía trên cũng có máy hiên. Đây chủ đầu tư vừa sẵn như đường ống nè, thì chúng ta có thể đấu nối máy lạnh nè. Và từ đây thì chúng ta có thể quan sát xuống được rõ nét nhất vị trí của đường số 5, đoạn nằm ở phía trước căn nhà này quý vị. Tiếp theo sẽ là không gian của tầng 2 nha quý vị. Mình đang di chuyển lên tầng 2 đây. Đây chúng ta sẽ có một khoảng không gian thông tầng thông thoáng hơn so với khu vực tầng trệt với tầng 1. Và trên này cũng được bố trí hai phòng. Chúng ta cũng sẽ có một phòng vệ sinh nằm ở ngay bên cạnh cầu thang. Hiện tại do đèn ở trong đây chưa có đóng đầy điện cho nên sẽ hơi tối. Chúng ta cũng sẽ có một phòng vệ sinh dùng chung cho tầng 2, rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường, cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết. Và nằm ở phía cuối tầng 2, chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ 3. Căn phòng này không được bố trí phòng vệ sinh bên trong, tuy nhiên nó cũng rộng rãi thoải mái, với độ rộng lên đến 20m, chiều ngang là 4m và chiều dài là 5m. Có một cái hệ cửa sổ rất là lớn nữa quý vị, để có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và từ đây cũng có thể quan sát được vị trí của phần phía sau nhà. Và căn phòng cũng có một lô gia rộng 1m2. Lô gia này sẽ giúp quý vị có một cái view, phải gọi là view đầy đủ nhất ra tận khu vực phía sau nhà nữa quý vị. Phía sau chúng ta chính là dãy nhà ở xã hội nè. Và hiện tại có rất là nhiều người đến ở quý vị, cho nên khu này sẽ đông vui lắm. Và sau cùng sẽ là một căn phòng được bố trí ở khu vực phía trước của tầng 2. Căn phòng này thì quý vị có thể bố trí thành phòng ngủ hoặc là phòng thờ, tùy theo cái mục đích sử dụng của mình thôi. Phía trên chúng ta cũng sẽ có hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và tất nhiên có một cái hệ cửa kính rất là lớn này quý vị, để có thể tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài. Phía trước cũng là một lô gia. Lô gia này thì rộng rãi hơn so với khu vực ở tầng 1. Chúng ta cũng sẽ có độ rộng 1m2, tuy nhiên nó sẽ có cái chiều ngang là 5m, bằng chiều ngang căn nhà luôn. Và phía trên cũng sẽ được bố trí mái che, để nó chiếu sáng. Đây chính là vị trí mặt tiền đường số 5, đoạn nằm ở phía trước căn nhà, khi chúng ta quan sát từ vị trí của tầng 2 này quý vị. Căn nhà của hướng Tây Nam, cho nên giờ này mặt trời sẽ nằm ở vị trí này nè quý vị, vị trí xéo bên góc phải. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với kết cấu một trệt hai lầu, mới vừa hoàn thiện, nội thất sang trọng, tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường số 5 thuộc khu đô thị Lãng Mỹ Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có hướng Tây Nam và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 5, dài 22, thổ cư 100%, hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3, và đặc biệt là có một cái khoảng sân trước 5m đậu được xe ô tô, cùng với một khoảng sân sau 3m rưỡi có thể làm sân vườn mini, là một cái góc để mình nghỉ ngơi thư giãn cực kỳ chill luôn quý vị.
Và căn nhà đã được chào bán với mức giá 3 tỷ 750 triệu đồng, có thương lượng và hỗ trợ với ngân hàng. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.